Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là gần với khu công nghiệp của Bình Ninh á. Từ đây mình qua đó thì khoảng tầm chừng 10 phút thôi. Thì ở đây có một miếng đất với diện tích là 680m², bề ngang á là 26m, chiều dài là 27, đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 480 triệu. Em quay cho anh chị mình xem thử nha. Thì từ cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng á, anh chị đi một đường thẳng thôi, khoảng tầm chừng 150m là mình sẽ ra tới lộ nhựa là 5m. À, anh chị thấy có chiếc xe ô tô 7 chỗ đang đậu ở ngoài trước đó, để em phóng cho anh chị xem thử ha. Đó, thì một đường thẳng như vậy thôi, anh chị đi là sẽ ra tới lộ nhựa. Thì đất của mình là xe ô tô vô tới luôn. Ở đây á, thì có đường điện, đường nước, wifi. Nhà dân thì sát bên luôn nè, anh chị không có sợ buồn ha. Thì đây là cái miếng đất mà Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Đất của mình là có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết. Thì em xem ở trong sổ á anh chị, là thể hiện cái con đường đá xanh của mình đây nè. À, con đường đất này nè là ghi là đường đá, là có chung là có vẽ cái con đường đi vô luôn. Rồi ở đây á, là cái kênh nội đồng. Thì kênh nội đồng này thì anh chị mình có quyền lắp ngang qua cũng được, nhưng mà mình phải đặt cái ống cống để cho có nước thoát rồi đó. Thì em thấy là bên chủ đất nè, người ta đã làm cho mình khoảng 3 mét rồi nè anh chị đó. Đi 3 mét là qua bên đất của mình rồi. Anh chị cứ để giày xây thôi cũng được ha. Đó. Thì bề tổng diện tích là 680m², trong đó bề ngang là 26m. Bề ngang sẽ tính từ cái cây ở bên này nè, anh chị sẽ đo qua là 26m. 26m thì sẽ qua tới cái chỗ mà vị trí ở đây nè, anh chị có cây cọc ở đây nè. Bề ngang là 26, chiều dài á là chạy dài xuống dưới là 27m. Đó, thì đất cây lâu năm, giá là 480 triệu. Ở đây anh chị muốn lên thổ cư thì cũng được ha. Thì thổ cư á là trung bình á là khoảng 100m² là khoảng 40 triệu. Phải không? 100m² là khoảng 40 triệu. 30 thôi hả? 20 triệu hả? Ờ, Quyền Trang làm anh chị ơi. 100m² ở đây mà lên thổ cư thì khoảng tầm chừng 20 triệu thôi. Rồi tiền công làm giấy tờ nữa phải không? Vậy là khoảng 30. À, khoảng 30. Nói chung là nếu như mà anh chị cần mua thì bên chủ đất sẽ hỗ trợ tiền thổ cư ấy, là anh chị chịu thôi. Đó, không gian thì trong lành rất là mát mẻ luôn. Đấy, anh chị muốn mua miếng đất để dành thì mình có thể xem miếng này ha. À, từ ở đây á, để em mở cái vị trí lên cho anh chị xem thử nha. Thì anh chị xem nè, đây là cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà Quyền Trang đang đứng á anh chị. Đó, ở cái chỗ mà cống vàm dòng gì đó là chợ của mình ở ngay đó đó ha. Thì đi, để em phóng lên tí xíu nha. Đây nè. Khu vực ở đây thì đó, cái chỗ màu xanh xanh á, thì khu vực ở đây, ở đây thì em thấy là nhà dân thì cũng đông đông nè anh chị đó, gần phà rồi đó ha. Rồi qua bên khu công nghiệp Bình Ninh thì cũng gần. Thì từ ở đây mà anh chị đi chợ, trường học, ủy ban đều ở trung bình là khoảng 5 đến 10 phút thôi. Còn từ ở đây mà mình về tới thị trấn Chợ Gạo, từ ở vị trí mà em đang đứng mà về thị trấn Chợ Gạo là khoảng 20 phút. Chạy xe là khoảng 13 cây số nha. Chạy xe là khoảng 13 cây số. Còn mà từ ở đây á mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình nó là khoảng 67 cây số. Từ vị trí của Quyền Trang nha mà về bến xe miền Tây là 67 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 50 phút. Anh chị đi theo đường quốc lộ 50 á. Còn từ ở đây mà mình về thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang á thì trung bình nó là khoảng ở đây mà về thành phố Mỹ Tho. Ở đây nó hơi thể hiện hơi xa ha anh chị, nó đi một vòng luôn rồi nó quất tới 28 cây. À, anh chị đi trung bình là khoảng nửa tiếng hoặc là 35 phút thôi nha anh chị. Tại cái này nó đi ra tới ngoài, nó đi một vòng ẹo ẹo một vòng kìa anh chị thấy không? Đó. Rồi thì anh chị nào thích thì hãy alo cho Quyền Trang hay nha. Em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Em quên nữa, đất của mình nó là nằm ở hướng hướng Bắc nha. Rồi thì hôm nay là sẵn xuống Chợ Gạo á, em sẽ tranh thủ quay thêm nhiều miếng nữa cho anh chị mình xem, để anh chị mình lựa chọn ha. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha, ra công chứng lúc nào cũng được hết. Rồi Quyền Trang chào anh chị ha. Đây là cái hình đất của mình nè anh chị.
Anh chị thấy là nó thể hiện cái đường đi là đường đá ha, rồi tới con kênh nội đồng nè. Bề ngang, bề ngang là khoảng 26 mét đó anh chị ơi, dài khoảng 25 gì đó. Như 1, 2 là ngang là 26 mét nè. Chiều dài là 23, 23 là 26, 4, 1, một bên là 25. Nói chung là đó cũng vuông nhất lắm anh chị ơi, bề ngang khoảng 26 và chiều dài khoảng 25 á. Có hai miếng lận, chủ tách ra làm hai miếng, anh chị muốn mua hết hai miếng cũng được, mà mình muốn mua một miếng cũng được. Cầm giấy tờ đầy đủ nha.